chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của LC Thiên Đường Quần Bò Nam Đẹp. LC chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ quần jean nam cao cấp số 1 trên thị trường hiện nay. Và trước khi đi vào video này thì anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để có thể cập nhật cho mình những mẫu sản phẩm quần jean nam mới nhất, hot nhất, thịnh hành nhất từ LC anh em nhé. Hiện tại trên màn hình của anh em đây đang là một trong những sản phẩm quần jean nam cao cấp sách tay chính hãng 100% về. Nhìn qua như thế này thì anh em thấy là tổng thể của em nó sẽ có một màu xanh. Em này sẽ có mã Levi 505 lạnh anh em nhé. Phần trên tag này rất là rõ ràng, màu vàng cũng như màu đỏ thì rất là sắc nét, có mã số cũng như là size số quần đó, rất là đầy đủ. Phía bên trên này thì chúng ta sẽ có những cái chiếc tag của Levi rất là rõ ràng đó. Một số những cái điểm nổi bật nhất đó chính là những cái đường may hay là những cái đường viền hay là thậm chí là chất liệu vải. Mình thật sự là không còn một cái điều gì để nói quá nhiều về những cái sản phẩm của Levi. Họ làm thật sự rất là tốt và đảm bảo sẽ cho người dùng một trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời. Đấy là cái mà mình sẽ khẳng định với anh em. Không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa thì bây giờ mình sẽ mở ngay sản phẩm này ra để anh em cùng chiêm ngưỡng. Lại một em quần jean nam xanh biển nữa anh em ạ. Em này thì cũng có một cái form dáng hơi suông nhẹ, màu sắc xanh biển đậm kết hợp với quát với cả mài, đi kèm một cái chiếc quần quá là đẹp luôn anh em ơi. Một cái chiếc quần chất liệu vải mềm mượt, form dáng thoải mái, ai cũng có thể mặc được, bất cứ một lứa tuổi nào anh em nhé, dù là học sinh hay là đi làm, thậm chí là trung niên, mặc em này rất là ok luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về chất liệu vải. Chất liệu vải của em này thật sự là rất là mềm mượt, mình chỉ cần kéo nhẹ ra như này, anh em có thể thấy này, chất liệu vải quá là ok luôn. Độ mịn của em nó thì 100/100 luôn, chứ không phải là 10/10 nữa. Độ hoàn thiện chi tiết của em nó, đường chỉ may thẳng hàng nhau tăm tắp, không hề lỗi lầm gì cả. Chỉ vàng trên nền màu xanh nước biển cực kỳ là nổi anh em nhé. Không những thế, tất cả những cái phần đinh tán bằng đồng nhảy nó cũng là một bằng màu vàng đồng luôn. Phần nút cài của chúng ta hay phần khóa đó, anh em thấy như thế này đã đủ ok để cho anh em có thể tin tưởng lựa chọn chưa? Khóa này mình kéo rất là nhanh luôn, rất là trơn trượt. Khuy rất là chắc chắn này, anh em nghe tiếng khuy chưa? Hay là bên trong này, mọi thứ rất là ok anh em nhé. Vải em này thì là vải jean denim anh em nhá, vải jean denim nên là anh em cũng đừng lo lắng là trong khi mà anh em sử dụng anh em bị phai màu. Em này thì nó sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan anh em nhá, xách tay từ Thái Lan về, rất là đẹp cho một cuộc tình luôn đó. Với những cái anh em nào mà chưa có những cái chiếc quần bò nam xanh như thế này ấy, thì quả đấy là một trong những cái thiếu sót rất lớn trong tủ đồ của anh em. Vì những cái chiếc quần bò nam xanh này nó sẽ giúp anh em rất lớn trong những cái cuộc sự kiện hay là gặp mặt, những cái buổi đi làm hay là những cái ngày lễ trọng đại thì mặc những cái em màu xanh này rất là hiện đại, rất là trẻ trung, năng động và cá tính. Cái phần guốt ở đây nó cũng guốt rất là nhẹ, rất là đều nhau, cũng rất là đẹp luôn. Đó, nó không guốt quá nhiều, nó không có một cái gì đấy gọi là quá lố. Với Levi thì thường là như vậy. Nếu như anh em nào đã trung thành với Levi ấy, thì anh em biết là Levi họ thường sản xuất cho mình những cái kiểu trơn như này, rất là dễ mặc và rất là người dùng nào cũng có thể mặc được anh em ạ. Đối với mình ấy thì tất cả những cái chiếc quần Levi mà hàng chính hãng cao cấp đem lại mình cảm thấy rất là ưng ý. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái chiếc quần hàng hiệu, cái thứ hai chúng ta sẽ có một cái chiếc quần rất là bền bỉ, cái thứ ba là nó sẽ cho anh em được những cái trải nghiệm và những cái mặc khi mà anh em sử dụng nó rất là tuyệt vời, nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Cái cuối cùng là nó sẽ có một cái mức giá rất là ổn định, không quá cao mà anh em nào cũng có thể sở hữu được một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Anh em mua hàng hay liên hệ ngay tới LC qua Zalo 0934848481. Và ngoài ra bên mình còn có rất nhiều những cái kênh thông tin bán hàng khác nhau đã để bên dưới phần mô tả. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật cho mình những sản phẩm quần jean nam mới nhất, hot nhất, thịnh hành nhất từ LC anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.